Và sản phẩm thứ ba sắp tôi mới giới thiệu với anh chị chính là cái đèn này. Mã số của nó là 2354-20. Thì trong chương trình khuyến mại thì shop em bán mức giá là 3 triệu, chưa bao gồm phí vận chuyển. Còn sau chương trình này hoặc là hết cái đèn này thì giá của nó sẽ là 3.380.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Cái model này là 2354-20 và chỉ có thân máy thôi, không có pin và sạc. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái máy. Đây là cái đèn pin dạng cầm tay. Đèn pin dạng cầm tay. Thì cái đầu đèn trên có thể xoay được mọi góc, rất là êm. Chúng ta có thể dừng đứng vậy được. Rồi, chúng ta có thể dừng đứng vậy được, chúng ta có thể xoay mọi góc độ mà sắp đi được. Thì đối với cái đèn này nó chỉ sử dụng pin mà thôi, không có cái nguồn 120V cắm vào. Giờ mình sẽ cùng nhau cắm thử cái độ sáng của nó. Cái đèn pin full này thì nó chỉ có 1, 2, 3, 4 cái bóng ở xung quanh và một cái bóng giữa nó tỏa sáng. Mình sẽ cùng nhau thử mode của nó. Đây là nút on off. Oh yeah. Rồi chỉnh mode. Thôi nó sáng hơn. Tắt. 1 cấp, 2 cấp. Rồi đèn này thì mặc định của nó là như vậy. Mặc định của nó đây là anh chị sẽ nhìn thấy. Rồi mặc định của nó sẽ có 4 cái bóng led sáng. Khi chúng ta bấm cái mode vô thì nó sẽ chuyển ra là cái một cái rọi trung tâm thôi, để đầu đi đường trung tâm, rất là sáng luôn. Bấm mode nữa là nó sẽ pha giữa cái 4 cái đèn led vào cái đèn giữa, cực kỳ sáng. Tắt. Rồi đây chính là cái mã đèn pin 2354-20. Thì nó chỉ có thân máy mà thôi chứ không bao gồm pin và sạc. Giá bán trong cái chương trình khuyến mại cũng như là chỉ có một đèn duy nhất này thì giá là 3 triệu. Còn sau cái đợt khuyến mại hoặc là cái đèn pin này đã bán thì sẽ trở về mức giá bán thường ngày là 3.380.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Mà đặt hàng thì chắc phải qua Tết mới có hàng lại nha. Nên chị nào đang có nhu cầu mua cái đèn pin như thế này thì liên hệ sớm với shop em nha. Và chúng ta sẽ cùng nhau qua tới sản phẩm thứ tư. Sản phẩm thứ tư shop em muốn giới thiệu với anh chị chính là cái đèn pin mã là 2361-20. Thì cái đèn này shop em đang bán mức giá là 2.760.000, giá trong chương trình khuyến mại. Còn giá bình thường sẽ là 3.110.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Mã là Miu 2361-20. Thì nó chỉ có một cái thân máy thôi, không bao gồm pin và sạc. Đây cũng là cái dạng đèn sắp đi để bàn, rất là gọn, nhẹ. Chúng ta sẽ cùng nhau thử gắn cục pin vô. Đây. Gắn pin sẽ để xuống, để vô. Ok. Rồi, ở đây nó có một cái nút on off. Wow, quá sáng luôn. Tắt cái. Đèn này thì nó gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 bóng led. Và bóng led này bên trong nó mỗi cái bóng nó có một cái gương phản chiếu để mà làm tăng cường độ sáng. Cho nên đèn này xài rất là sáng. Quá đã. Rồi một chức năng. Là chúng ta bấm on off nè. Chỉ một chức năng sáng. Rồi khi mà sáng nó còn thêm hai cái nút chỉnh. Đây là nút chỉnh gì đây? Bấm nút này thử coi. Nó hai chức năng thôi, một cái là sáng mờ, một cái là sáng chân. Rồi chỉ có hai mốt. Tắt. Rồi. Cái điều đặc biệt thì cái đèn này nó xài độ sáng nó khá là tốt á. Và giá nó cũng khá là mềm. 2.760.000, chưa bao gồm pin và sạc. Vậy là giới thiệu với anh chị xong cái đèn mã số là 2361-20. Giá là 2.760.000, giá chương trình khuyến mại. Còn mà giá bình thường là 3.110.000.
Rồi chúng ta sẽ cùng nhau qua sản phẩm thứ 5.